việc tối ưu trong vận tải hàng hóa cũng như giải quyết bài toán cho xe chiều về có hàng nhằm tiết kiệm và giảm thiểu lãng phí chi phí vận tải. Giải pháp Netloading đã ra đời nhằm kết nối giữa đơn vị vận tải và chủ hàng thông qua website hay ứng dụng trên thiết bị di động thông minh. Netloading giúp việc bạn chỉ cần làm bây giờ là lựa chọn nhà xe tốt nhất với một thao tác. Quá đơn giản phải không nào? Tiếp theo, đừng tìm kiếm, hãy lựa chọn. Chúng tôi dành tặng khách hàng những ưu thế tuyệt vời về lựa chọn tối ưu. Bạn chỉ cần cung cấp nhu cầu vận chuyển và quyết định chọn lấy một nhà xe tốt nhất. Toàn bộ hàng hóa sẽ được đảm bảo vận chuyển an toàn cho khách hàng cả chiều đi và chiều về. Netloading, links to success. Chúng tôi cam kết mang lại những lợi ích tốt nhất cho khách hàng và nhà xe, tối thiểu hóa chi phí, giảm thiểu thời gian và nâng cao công suất vận tải tại Việt Nam. 6 bước để bắt đầu sử dụng Netloading. Bước 1. Tải ứng dụng từ Google Play, đăng ký tài khoản, đăng nhập để sử dụng ứng dụng. Bước 2. Chọn điểm đi, điểm đến, loại xe. Bạn có thể chọn xe tải thường, xe bồn hoặc xe đông lạnh. Bước 3. Điền thông tin về yêu cầu chở hàng. Bạn có thể điền giá mong muốn để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt nhất. Bước 4. Xem lại yêu cầu vừa tạo và bắt đầu tìm nhà xe. Bước 5. Chọn nhà xe phù hợp trong danh sách mà chúng tôi tìm được giúp bạn. Bước 6. Đơn hàng đã được thiết lập. Bạn hãy chờ cuộc gọi từ nhà xe sau ít phút. Netloading, kết nối thông minh, vận hành liên tỉnh.